Rồi, cả nhà mình chuẩn bị bông Tết nha. Bữa nay Sơn Hùng, Sơn Hà với bà nội đi lựa chậu để vô bông Tết. Chậu bự mà. Đây để đựng bông gì mà? Lễ hổ. Lễ hổ hả? Cây đại phát á. Dạ. Cái gì đại phú gia. Cây đó mày chiết ra hả? Hay là mày thay chậu nữa? Này hơi cao ha. Cây phú gia gì đó là nó bự lắm á, nên là phải lấy cái chậu lùng á mẹ, để nó ngã. Trời, Sơn Hà đứng xuống lựa chậu đi. Sơn Hà, con xuống đi, con xuống đi lựa cho con mấy cái chậu luôn. Trong này phú gia hả? Dạ. Ủa, chủ cửa hàng đâu, không có, mình vô mình lựa. Đi về tới giờ. Này có không khí Tết rồi ha. Hoàng Sơn chào bà con mình nghe. Bởi hôm nay ở dưới quê mình bắt đầu chuẩn bị trồng bông Tết. Giờ mẹ mua mấy cái chậu. Bông thì lớn rồi. Ở đây thì bán hoa kiển. Này ở ấp Tây, xã Long Hậu Tây, Cần Đức, Long An ha. Sơ Hùng, có lựa cây gì không Sơ Hùng? Còn mẹ định vô mấy cái cây gì, cúc mai cúc hả, mấy cây chậu nhỏ nhỏ hả? Sợ con chó, nó sợ con chó ẩm lên. Dạ, cái xe đằng kia à chị. Hả, anh chị có bán dôi không, dôi để dục xuống vô tôm? Dạ, để em cần mua 1-2 bao dôi. Dạ. Ở đâu chị? Nè, cái bên là chỗ cái farm đậu cà rồi tiếp. À, đối diện kho chợ ha. Dạ. Nay ghé mấy chỗ nuôi tôm mà không thấy ai bán. Cái ba cái này. Cây này cây đựng đựng lấy cho nè. Cây đại phú gia. Cây này lý hổ. Dạ. Yeah. Cây này giống mèo. Rồi mấy chỗ con cúc thì lựa nào? Nhỏ quá thì nó ấy không sống không? Cái này gì không? Ở đây bán nhiều quá ha, nhiều là chậu nhựa nên là nó cũng khá là rẻ, mình mua được nhiều. Với lại mình trưng 1-2 năm thôi. Thì nó cũ. Còn bông cúc chắc mẹ phải mua nhiều chậu á, trưng rồi nguyên một chải ở trước sân cho nó đẹp. Nhà trồng. Ở nhà trồng đó hả? Rồi bỏ vô cho nó. Hai chậu rồi. Để đi nhau trồng tùm lum đi. Để trong sân mình thôi. Dạ. Muốn ngắm đi qua bên kia ngắm. Làm mấy vòng lại. Rồi giờ lấy như đây ha. Đây đây. Đi xuống xem mấy nhà đi. Có mấy chậu nhỏ nhỏ đằng kia dễ thương rồi xíu. Này dễ thương quá. Ta lấy hai cái dưới nhau. Ở đây có bán hột rồi mẹ. Hột nhiều nè, mẹ có trồng gì không? Đây là mấy cái chậu sứ để trên bàn làm việc. Sơn Hà thấy con chó bị sợ rồi, quéo rồi. Đây có hộp giống nè, đồ nghề nữa nè. Nghe Sơn Hà. Đây là bán mấy cái cưa tay, kìm cắt hoa kiển nè. Còn này là mấy cái hạt giống, hạt rau nữa. Thì cái nào đẹp thì chọn cái đó mà. Đâu phải bộ nó đâu. Chị bán đồ cho chú đi. Người nhà hả?
Vậy là mẹ lấy mấy chậu? Cái cây lưỡi hổ đựng đẹp nè. Thì chọn cái đó nè, tại mình lấy mấy cái cây khác nhau mà. Ờ, cây khác nhau chứ đâu có giống nhau. Đâu giống nhau. Còn cái cây đại cú gia đi. Nó lùng đựng cho không ngã. Ừ. To anh ơi. To lắm. Còn cây lưỡi hổ thì cái chậu này lại đẹp. Phân trộn 30.000. Xây dừa tới 70.000 kìa. Xây dừa lớn. Vịt bao lớn? Xây dừa nhỏ 30. Dạ cái xây dừa nhỏ không cả giá tiền, không nhỏ cả giá tiền. Thì chị mới nói hiện chi ta chẳng phải rẻ không, không có đây 30 mà xưa giờ cũng 30 cái gì là lộn á. Vậy mẹ có mua thêm không, mua thêm tra trấu gì không? Đây nè, mày dòm bên đây nè, đây có phân bò nữa nè, rồi tra trấu, rồi lộn đó, vậy là giác lộn đó. Phân trộn là tất cả các loại trộn đó. Nè, lộn xộn nè, mấy loại này đi 30 nè, về mình vô cây bông cho dễ. Chở lộn đó nhưng mà dùng 30 luôn. Dạ. Rồi mới nói hàng chi người ta chẳng bán rẻ vậy. Bây giờ có lấy bao nào không, sẵn xe chở luôn. Hai bao trộn chị. Vậy là ảnh không lộn rồi đó. Chân Hà leo xuống nặng cho mẹ lấy phân. Đây lá trầu bà thượng nhỏ, cái lớn rồi kêu trầu ông. Chừng nào về bông kẽn Tết vậy? Tết này nó mưa đó, nó làm ra sợ nó bông. À, mưa sợ hư hả? Ba cái chậu nhỏ nè. Mua hộp không? Có hộp giống cái đống đằng kia kìa. Rau rồi bông. Nói chị lựa cho. Salad. Ủa giờ trồng được hả mẹ? Trồng giờ mà giờ nó cũng được, nếu mình có nước thôi. Tưởng mùa Tết không không được. Mấy cái chậu nhỏ 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 bắt năm bắt cho mấy cái cây lan cây quệ gì đó, quệ đất gì đó, lăn đất gì đó mà bé làm cái thấu nhà xíu xíu rồi. Đằng kia nhiều rồi mà, kia đẹp kìa, đó trong trong kệ trong á, nhỏ nhỏ như cái cẩy tôn mà cao cao á. Có nhiều mẫu đẹp. Ừ. Ra gì mẫu đẹp đó. Nhìn giống mấy cái chén. Đây nè mà, tầng dưới nè. Mà chọn màu trắng đi, đừng có lấy chọn màu mà, màu trắng nó đẹp hơn. Dạ. Mà không biết trổ không, phải cho đâu 3 4 vậy nè. Trồng đi thì tính sao. Có nhiều hơn đèn hả? Tết mà. Rồi xong không mẹ, rồi xong ha. Lấy mấy bao phân đó mẹ? Hai bao phân trộn rồi. Rồi cào vô. Tính thêm cho em đi. Cào vô miếng đất nữa. Ở đây có cái phun xương nè, cây cối mát rưỡi luôn. Ừ. Tính tiền chị ơi. Hai bao phân nữa. Rồi đây nè. Để đem ra ngoài này. Đây nè. Hai bao phân cả cho em luôn phải không? Cam là 200. Hai cái này khác nhau hả? Cô lấy khác nhau. Nãy tính lấy khác nhau đi, hai chai gây khác nhau mà. Cam này 40. 120. 60. Mua chậu nhựa rẻ rề ha, chứ mua chậu sứ mắc dữ lắm. Này chơi qua một hai mùa thì mình thay chậu mới rồi. Cái này bỏ vô không? Để mua hả? Nhà mình có này nè, mua cái chậu này bỏ vô không? Mua thêm.
Mua Tết mà, mua chậu mới đi cho đẹp. Ở bển nay bưng hết một chậu. Này đẹp chứ không? Không qua Tết. Em mới về hàng mới. Ở trong tư với 80. 80 mấy thôi là. Vậy là quá chồng có chỗ lộn đó. Chứ phân có 30 ngàn mà. Vậy bây giờ nãy tính tiền hai bao phân chưa? Rồi ha. Bây giờ để lấy xe chở. Có lấy lộn ở đây có bán phân sườn xuống quá. Nhưng mà gửi kêu bãi ngồi có mưa không? Cây đâu không thiếu gì đâu. Bỏ cây trồng nữa nha. Bữa nay mẹ mua chậu để vô bông mấy cái cây ở trong nhà. Còn cái vườn bông ở ngoài thì mẹ nói để ngoài đó ngắm, đem vô chậu nhiều quá tốn. Rồi để mình chạy lên kia mua hai cái bao hai cái mấy cái bao dôi nữa là được rồi. Đây là cây nhiêu tiền? Nè cả nhà thấy ở dưới quê rộn ràng Tết sớm không? Thường thì Sài Gòn thì chỉ có tới ngày mà không khí Tết á, khoảng tầm 23 Tết là mới nghe không khí Tết, còn dưới quê mình nó chuẩn bị sớm lắm. Trước là cả tháng mấy. Rồi ta xài nữa nè. Rồi sắp tới mình phải làm mấy cái đồ chua, đồ mứt nữa, làm trước. Chắc làm củ kiệu trước ha. Rồi. Trời, để đây đi tí xíu em quay lại, chị để ngoài cửa đi em thải lên sau. Dạ. Em đi mua cái bao dôi cái nè. Đợi hẳn mua cái bao dôi. Thôi xe lại lấy. Rồi. Sơn Hà. Con ăn gì? Yeah. Sơn Hùng ăn gì con? Gà hả Sơn Hùng? Sinh tố gì đây? Ăn sinh tố gì? Sầu riêng. À, kiếm sinh tố nha. À, dâu sầu riêng cũng được em. À, sau khi đi chuẩn bị đồ Tết trồng cây kiển thì cả nhà kéo đi uống sinh tố luôn. Sơn Hùng đòi đi ăn gà chiên. À, bữa nay mình ghé sinh tố Minh Thư ha. Rồi Sơn Hà leo lên ghế nè. Được không? Rồi được rồi. Sao? Uống mày ơi, chơi chút. Chơi chút, tao chưa làm mà. Dạ. Sơn Hà ơi, đi chơi vui không? Số 1 coi. Chưa có đồ ăn. Chưa có đồ ăn. Ở ngủ chưa mà ngáp à? Tao mới dậy hồi 4 giờ. Con đi chơi vui không? Vui không? Chơi chút. Chơi chút. Chơi tao làm trước. Nãy con mới mua hai cái bao dôi, một bao 60 ngàn, hai bao bao 120 ngàn, mình rải cho nó dèm gồng gió sạch. Còn phân nãy 30 ngàn hả mẹ? 30 ngàn bao. Vậy là rẻ hơn ở trên mặt cầu. Vậy là hổng chở lộn của xe dừa hả? Xe dừa cũng 30 ngàn bao nữa. Mấy chở lộn. Dạ. Mẹ thì nấy đằng kia phân trộn 40 cái này bán vậy là rẻ, tại hương dừa. Bông của mẹ nay thấy nó lùng lùng không biết kịp Tết không hả? Có bông rồi hả? Đáng lẽ ngắt bỏ mà mẹ tiếc. Bỏ mẹ ngắt bỏ số rồi. À. Ngắt bỏ là cho cái nó dường cái nhánh khác lên. Cả nhánh. Rồi thấy tương quá. Ngắt tiếp.
Anh ơi sao? Cái máy quay phim này Sơn Hà làm hư của ba nè, nó mời câm nè, nên là chắc ba phải mua cái máy mới rồi. Dạ. Rồi cái máy này tặng lại cho Xuyến nha. Xuyến làm kênh Kim Xuyến con dâu miền Tây nha. Ba Sơn sẽ mua cái máy mới. Cái gì? Đồ đồ xài rồi thì cho lại hả? Sao xài đồ giặt? Con quậy phải chịu hả? Để rỡ mà Sơn Hà có đập nữa con không sao. Con làm hư của ba rồi. Con đừng nổi nóng vậy nữa nha. Con đừng đập đồ nữa. Dạ ba mới xưa mới thấy ảnh mà. Lỗi. Anh lỗi đi. Xin lỗi vậy hả? Xin lỗi rồi hả? Xin lỗi. Chà ăn. Sơn Hà chà ăn. Rồi, đã ăn lên rồi. Mẹ bưng cái. À rồi rồi, để đó đi. Rồi. Phan phan từ từ, lau cái đã. Để đi con, để lau. Từ từ sao không? Ơi chưa? Chưa, ừ, chưa. No, no, no. Nóng lắm. Rồi, để chị lau cho bạn nè, Sơn Hà, lấy tay ra. Cho chị lau bàn nè. Rồi. Bây giờ Sơn Hà lau gần hết rồi. Sơn Hà lau gần hết rồi. Rồi, cảm ơn cưng. Cho con gửi đồ ăn ạ. Ồ, đổ bây giờ, đổ, đổ. Đã ta. Ừ. Sơn Hà ăn hả? Coi chừng rớt đất quấy thụi cái là nhịn đó nha. Để đi chút nguội ăn con. Để nguội cái đã con. Nóng, thổi đi. Thổi đi Sơn Hà. Nội coi thổi nè nội. Ăn dữ vậy ta. Ngã hả? Ngã. Để em đưa thêm một cái bàn. Để đỡ con đỡ. Đỡ, đỡ. Từ từ để rớt bể cho con. Lấy cô đem cái bàn mới em. Để dịnh cho để đổ. Ừ, dịnh cho để đổ. Cái này đếm tên ngọt hơn. Rồi Sơn Hùng, xích ra Sơn Hùng. Cô cho thêm cái bàn nữa nè. Rồi, nè, đây. Bữa nay đi học sao Sơn Hùng? Bữa nay đi học sao? Vui không? Bữa nay đạp xe đạp đi rồi ba chạy theo rồi mẹ rước về hả? Bữa nay ba Sơn bỏ, nắng quá đó, ba Sơn bỏ đi chạy một hồi. Chạy một hồi thiệt là xa rồi ba Sơn chạy theo. Nay bỏ lần lần. Hả? Con chạy vô núp cái bóng cây. Để cho Sơn Hùng nó chạy một hồi rồi cái rồi con mới kéo ra con chạy theo. Cái chạy tới nó cái cho nó dòm cái. Cái nên là con phải tự chạy, con tự né xe nha. Chạy sát lại nha. Con chạy hơn con. Ba để ba dòm. Ba dòm từ xa ba còn thấy con mà. Rồi để gái nha. Ba dòm từ xa ba còn thấy Sơn Hùng mà. Nó tưởng chạy sau lưng hả không? Tưởng chạy đúng mà. Ba Sơn là biến. Ba Sơn núp nắng. Bao lâu rồi Sơn Hùng mới được đi quán ta? Chắc cả tháng ha. Tiếm khiếm gì được ngồi quán hả Sơn Hùng? Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Không quá trời. Vậy là Tết năm nay mẹ trồng bông nhiều hơn mọi khi rồi.
nên là sẽ không có tốn tiền bông nhiều, chỉ mua ba cái bông dạng thọ mà ha. Dạng thọ thì nhà nào cũng phải mua chừng á. Ở sao mẹ không trồng bông dạng thọ luôn? Có trồng hả? Đất của mình trồng bất của mình nó lên được con gan ở chỗ ông này, còn đất của người ta là lên cái cây cao bằng đầu người luôn á, thước mấy. Dạ hả? Dạ, nó còi cọc hả? Giống như lên phèn. Dạ. À, hôm nay thì Hoàng Sơn cùng ở nhà mình bắt đầu chuẩn bị không khí Tết lần rồi. Nào làm lạp xưởng nè, rồi bông hoa ha. Đó. Nhưng mà giờ phải đi mua một cái máy ảnh mới để chuẩn bị quay Tết cho bà con mình coi. Cái máy ảnh này nó quay mờ xấu. Cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. Với lại cô chú mình có tham gia chương trình mà rút thăm trúng thưởng á, thì nhớ nhắn tin cho Hoàng Sơn nha. Trong một video vậy á, thì nó trên một cái góc video nó sẽ hiện 4 con số lần lượt. Nó hiện lần thứ 1, 2, 3, 4 vậy đó. Thì cô chú ghi lại rồi gửi tin nhắn cho Hoàng Sơn, rồi mình sẽ rút thăm hàng tuần nha. Để nhận quà Tết cho vui. Rồi cảm ơn cả nhà. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Bye bye cô chú đi chứ nghe. Bye. Rồi, bye chứ nghe, bye chứ ông nè.